Rồi, xin được gửi lời chào tất cả các bạn nha. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới làm lại cái video này. Cố gắng làm sao để mà thực hiện những cái video liên quan tới máy lạnh, tủ lạnh và máy giặt. Tại vì thời gian trước đây là công việc thứ nhất là lu bu, thứ hai là sức khỏe không có cho phép, đau cái lưng quá chịu không nổi, rồi cũng tạm ngưng. Rồi cái công việc thì cũng một phần là giao lại cho mấy anh em, nhưng mà bây giờ là hầu hết là giao lại cho những anh em thợ đó làm rồi. Mình chỉ đứng vai trò là đứng hướng dẫn này kia nọ, hay là chỉ dẫn cái kỹ thuật mà mình biết thì mình có chỉ lại các anh em đến làm. Thì đó là lý do tại sao mình ngưng thời gian, tại vì nó quá mệt mỏi, sức khỏe không có và làm đủ thứ hết trơn á, tại vì cái lưng nó bị thoát vị địa điểm. Thì sẵn đây hôm qua cũng có đứa cháu nó gọi thì nó hỏi thăm cái công việc làm, rồi nó hỏi đủ thứ hết trơn á, liên quan tới vấn đề mà cái nghề điện lạnh này nè. Vậy thì nó lên thì tại vì ba mẹ nó kêu lên trên chú Tài hỏi thăm cái vụ mà điện lạnh, đi định đi, đi vô trong trường mà học nghề á, để mà học cái nghề điện lạnh rồi ra làm thợ giống như những cái người mà anh em thầy thợ điện lạnh như làm đi điện máy xanh á. Tại nó thấy cái đó và cái gia đình nói chung cũng hơi khó khăn, thì ở quê quen thôi, quen biết nhau thôi, ở quê gọi lên thì tôi muốn khuyên số điều là có nên nên hay không. Thì nói thì bây giờ là cái nghề này thật sự ra là gọi là làm cái nghề mà khó hay khổ thì không phải, không có nghề nào khó, không có nghề nào khổ cả. Chịu khó thì cái gì nó cũng qua thôi. Thì cái nghề này gọi là làm giàu, nghề điện lạnh sửa chữa này có gọi là làm giàu hay không, nó tùy thuộc vào cái thứ nhất là số phận con người nữa, thứ hai là mình có cố gắng để mà vươn lên, mình làm mình dư giả, mình tiết kiệm hay không. Tại vì có một số người cho rằng cái nghề điện lạnh này không có khá, nhưng mà phần nhỏ thì cũng cho rằng cái nghề điện lạnh này cũng là cái cơ hội để mà họ đổi đời ha. Họ làm sửa chữa bỏ công một ngày ráp máy lạnh được 300 350 ngàn bộ. Nếu mà có cộng tác cái điện máy xanh thì một ngày ví dụ mà lắp được 4 bộ thì hết nhiêu tiền rồi, các bạn tính giùm tôi đó. Thì có những cái người mà người ta làm lâu năm, người ta thành lập công ty rồi bắt đầu người ta họ hợp đồng lắp đặt hay là hợp đồng những cái công trình, thậm chí là bảo trì sửa chữa thì cuộc sống vẫn tốt. Nhưng mà cũng sẵn chia sẻ đây là ví dụ mà mình về cái chủ đề ngày hôm nay á, thấy thì cái nghề điện lạnh này á, có nên đeo đuổi nó không, có nên tiếp tục theo nó không, thì mình khuyên thật sự là cứ bình thường không sao cả. Thì từ khi trước khi bắt đầu vào với cái công việc này thì mình đặt câu hỏi là lý do tại làm sao mình đến với nghề này, phải có cái gì mình thích. Thứ nhất á, là cái nghề này mình thấy là hơn 90% là nam không, nữ thì cũng có một người ít thôi, rất cực kỳ ít luôn. Tại có một lần mình gặp một chị lớn tuổi này nè, mình biết thì cũng làm nghề điện lạnh, mà trước là ông xã chị làm, sau đó anh bị tai nạn rồi qua đời. Ảnh một chỉ thì phải một mình nuôi hai đứa nhỏ cho nên bắt buộc bây giờ chị làm luôn. Thì chỉ là người ngồi sau lưng chiếc xe, có một đứa em nó chở chị đi, chị ôm cái thang đi, đôi khi ôm bình ga rồi chạy ra những cái hàng vật tư, thỉnh thoảng gặp mình à, cũng có hỏi thăm vài ba câu. Thì giờ chị nói có hai đứa con rồi, nghề thì là của ông chồng gây dựng ra, rồi bây giờ giữa chừng ổng đột ngột ra đi vậy đó, cho nên bây giờ cứ làm luôn. Một người phụ nữ mà đóng vai trò giống như người đàn ông cũng vác thang lên xịt rửa rồi lên kiểm tra ga máy lạnh là cũng bình thường. Đối với mình thấy ngộ bình thường lắm, không có gì cả à. Thì á, cái vấn đề này thì mình cũng xin chia sẻ là có nên hay không, thì mình khẳng định luôn nếu mà các bạn thích thì hãy làm. Tại cái nghề này nó không có đói, nghe nè, cái nhu cầu các bạn biết á, từ ở thành thị cho đến cái nông thôn, thậm chí một số cái nơi như là ở Đức Hòa, Long An, thậm chí về miệt miệt ở dưới Gò Công, An Giang, Cà Mau, rồi lên miền núi này kia, Gia Lai, Ba Tây Ninh này kia cũng có luôn. Cửa hàng điện lạnh rất là nhiều, mà cửa hàng nhỏ lẻ nha, chứ tôi không có nói những công ty hoành tráng lớn nha. Thì các bạn có một thời gian làm khoảng chừng rồi từ khi mà học ra trường tầm 2 năm rưỡi ra trường, nếu mà trung cấp chuyên nghiệp. Còn mà các bạn nào học nghề bậc 3/7 này kia ở cái buổi ban đêm ở cái trung tâm dạy nghề á, thì có thể cầm cái bằng đó ra mình xin việc mình làm. Thí dụ mà nghề điện lạnh này không được thì có những cái nơi khác người ta nhận mình, những là với cái vai trò là không không phải là chuyên ngành nhưng mà nó có liên quan tới cái nghề đó. Ví dụ bên ngành nhiệt cũng liên quan tới điện lạnh á, thì cũng có rất là nhiều anh em người ta đi công trình ha. Thì làm cái nghề này á, thì sau khi tốt nghiệp ra thì mình học và mình làm việc tích lũy cái kinh nghiệm cho bản thân khoảng chừng tầm theo mình thì nên 5 năm. Tại có một số anh em thợ mình nói nào đây là tuổi cũng hơi nhỏ nhỏ thôi, khoảng chừng là mười mấy 20 rồi cũng ra mở cửa hàng, cũng xách giỏ làm tùm lum la. Thì bản thân tự do mà mỗi người ai muốn làm gì làm, miễn sao ta sống tốt, ta làm tốt, ta bỏ công bỏ sức ta làm mà. Nhưng mà bản thân mình nó mới thấy theo cái nhìn nhận của mình á, một người mà có đầy đủ cái kinh nghiệm á, thường á, là tầm khoảng chừng 5 năm trở lên thì bắt đầu là họ đã có những cái kỹ năng. Ví dụ như đi lắp đặt thì họ gặp những cái địa hình, cái thế máy hay là cái nhà nào sao sao, họ tự họ sắp xếp họ làm sao mà cho nó nhanh và nó tốt nhất cho cái máy. Rồi bên cạnh đó là khi mà mình làm mình tích lũy cái kinh nghiệm rồi học hỏi thêm rồi chịu khó nữa,
thì mình sẽ dần 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 mọi thứ sẽ tốt hơn. Thì cái điều kiện mà cũng nói nào ngay, hồi trước có hay thảo luận hay tham luận bằng cái cách mà trực tiếp đó, trên video như thế này, có một số anh em nói là cái nghề này là nó kêu bằng cái điều kiện này như thế nào để có thể bước chân vào nghề. Thì thực sự điều kiện không là gì cả, quan trọng bạn thích hay không đó. Rồi thứ hai á, để mà làm được cái nghề này gọi là lâu dài hay là ngắn hạn, thì lâu dài hay không là điều nó bắt nguồn từ cái công việc là đam mê. Nhưng mà đối với bản thân tôi á, thí dụ có đam mê chăng nữa cũng phải có cái nguồn thu nhập để đủ sống thì các bạn mới có thể duy trì nó lâu dài được. Chứ nếu thực sự mà đã đam mê mà thích làm nghề, mình thích con trai mà thích ba cái ốc dít dặn tới dặn lui rồi chỉnh sửa đủ thứ các kiểu này kia, có thể tự làm ở nhà cho bản thân mình hay là cho gia đình mình, thì cũng khiến cho mình thấy thoải mái hạnh phúc, đúng không các bạn? Đó. Thì cái nghề này nó yêu cầu thứ nhất á, là mình thấy là phải có cái sức lực, cái sức khỏe tốt để làm chi, để mà khiên vác ba cái máy giặt với mấy cái máy lạnh này lên trên lầu 1, từ dưới đất cái vác lầu 1, lầu 2 đó là mình ráp cho người ta. Tại có những cái thế máy rồi họ phải leo trèo nữa, nó lắp máy lạnh là bắt buộc các bạn phải chấp nhận một chuyện là đối diện cái việc là bạn phải có dùng sức lực rồi leo trèo. Điều thứ hai trong cái nghề này theo như mình cảm nghĩ nhận á, là mỗi khi mà vào cái mùa nắng nóng hoặc là mùa cuối năm á, thì cái người ta cái nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo trì sửa chữa máy lạnh, sửa máy giặt hay sửa tủ lạnh nào đó rất là nhiều đó. Chưa kể đến cái việc mà thí dụ có những cái hợp đồng với những cái mà khách sạn, nhà hàng hay thậm chí là những cái chỗ mà ta bán giống như bên mình có hợp đồng là bán sữa, thì thỉnh thoảng tới ngày rồi đến đó vẫn phải kiểm tra cái loại tủ đông, tủ mát của họ. Thì mình cũng có nhận làm ở bên mấy cái hàng nhà hàng tiệc cưới, thì thỉnh thoảng hư cũng kêu qua coi tổng quát, nhiều cái tủ đông mà tủ inox bự bự bự, tủ dung tích lớn lắm thì vẫn nhận làm. Thì cái điều đó khi mà vô cái mùa nóng á, thì nó bị một cái tình trạng là khách hàng họ có cái nhu cầu sử dụng dịch vụ ngay cùng một thời điểm, nghĩa là họ ai cũng yêu cầu một buổi sáng á, nhóm người khác lại yêu cầu đúng ngày buổi trưa buổi chiều, thì nó làm cho người ta là người thợ đã bị áp lực. Áp lực là gì nè, quá nhiều công việc và cần phải giải quyết ngay, cho nên họ phải làm đôi khi á, từ 7 giờ mấy sáng bắt đầu cho khi về tới cái cửa hàng và thậm chí về tới nhà lúc đó cũng 8 giờ đêm đó. Là những cái đó là áp lực của những cái người mà làm cái nghề điện lạnh thì cần phải có, phải hiểu điều đó. Chứ nhiều khi mới vô làm có một vài hôm hay là tuần nửa tháng thấy nặng nề quá chán nản bỏ, thì cái đó thì mình thấy thì thường thường mấy bạn trẻ, mấy bạn nhỏ 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 tuổi á, thì rất là dễ nản. Thế nhưng mà thật sự là có những người ta cần cái nghề hoặc ta xác định rõ ràng hoàn cảnh của người ta khó và người ta cố gắng chú tâm ta học được một cái nghề. Từ mặc dù biết rằng học ở trong trường rồi nhưng mà nó vẫn chưa đủ đâu đâu nha các bạn. Mình sẽ cố gắng làm cái video clip để mà so sánh cái sự mà cái việc mà học ở trường với cái việc mà học ở bên ngoài, bằng cách là đi thực tế rồi cùng với những anh em thầy thợ trong một cái công ty hoặc cửa hàng để mà có thể va chạm và mình biết được cái những cái nghề hay những cái linh kiện hư hỏng rồi sửa chữa, cũng như những cái chỗ mà mua vật tư á, sẽ như thế nào. À. Nghe.
Alo. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Nói về cái vấn đề áp lực xong rồi, thì bây giờ cái nghề cũng vậy, và sự chịu khó chuyên cần thì sẽ tạo mình cái động lực để mình có thể đi làm được lâu hơn trong cái nghề này. Rồi trả lời cho cái câu hỏi giống như số bạn sẵn cho việc cái là cái ông anh á, là ba của đứa cháu có gọi á, thì hỏi là với lại thấy bản thân mình cũng làm. Thực sự mình làm ở chỗ đó là cái là nhà luôn, mình không phải thuê, thì cho nên cũng thoải mái chút xíu về cái vấn đề mà tiền bạc tài chính, không phải trả tiền thuê. Các bạn biết trong cái đợt dịch vừa rồi là 3 4 tháng là tất cả đều nghỉ hết, cũng mệt mỏi lắm á, nhưng mà không sao, bởi vì đó là nhà, không có tốn kém gì. Nhưng mà nói nào ngay, cái nghề này gọi là có làm giàu được hay không, mình xin trả lời này, có hay không là tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Tại vì nhiều cái người lớn tuổi hơn mình kêu bằng bậc đàn anh đàn chú á, thì họ cũng có của cải, cũng có tài sản cũng không ít đâu, nhưng mà từ cái việc mà nguồn gốc để mà có được cái điều đó thì họ bắt nguồn từ cái việc là phải làm như mình đó. Thì đại khái như một số người mình biết là ở ngoài đường quốc lộ 1A có một cái anh, đó là anh quên mất tiêu của tên, ảnh kinh doanh và làm những cái máy đã qua sử dụng, mà máy công suất lớn không nha, từ 5 ngựa, 10 ngựa, 5-30 ngựa. Họ làm như vậy, họ buôn bán và kinh doanh, rồi họ cho thuê đủ thứ cái những cái mà sự kiện rồi đó, thì từ đó cũng có tạo nguồn thu nhập. Thứ hai là những cái người mà mình biết á, là ngoài cái việc họ là cửa hàng sửa chữa ra, giống như đứa em của mình từng làm chung người cũng làm việc với mình, sau này em nó cũng nhanh nhẹn, cũng giỏi nghề, rồi bây giờ đã mở được cái cửa hàng là mua bán vật tư, bên cạnh đó là có nhận sửa chữa và chính tay anh này làm luôn đó. Thì là vừa nhận sửa chữa bảo trì buôn bán máy, và cái chỗ mà anh ta thuê bây giờ mở luôn một cái cửa hàng cung cấp vật tư điện lạnh, thì rõ ràng anh ta có tài năng và có cái khiếu kinh doanh về cái chuyện này. Thì phút chốc đây thôi là anh sẽ khá rã thôi đó, để trả lời cho các bạn cái câu hỏi mà nghề nó có giàu hay không. Mình không có nói gì cái vấn đề khía cạnh là cái nghĩa bóng của nó, nghĩa bóng của nó có nghĩa là những anh em thầy thợ mà họ làm những chuyện mà không hay, thì nói như thế thôi chứ không dám đào sâu thêm cái vấn đề, thì mọi người sẽ tự hiểu. Hay những ai đã trải nghề trải trải nghề qua rồi nhiều năm thì sẽ biết là như thế nào, ý tôi muốn nói là sao đó. Thì nó tóm lại, để mà làm được cái nghề điện lạnh này cũng không có gì là khó, ai cũng có thể làm được thôi, nó không phân biệt nam nữ gì đâu. Thí dụ cảm thấy thích thì làm, không làm gì được cho ở bên ngoài thì mình làm ở nhà mình phục vụ, hoặc mình biết cái nghề để mình học ở trong trường mình biết thì mình tự làm ở nhà mình sửa chữa. Thì nhưng mà nếu mà muốn biết mà đào sâu hơn, kỹ lưỡng hơn hay là giỏi giang hơn nữa, thì bắt buộc một điều bạn phải ra ngoài, một là mở cửa hàng, hai nữa là chưa điều kiện thì phải đi làm cho người ta đó. Thì các bạn mới từ đó mới có tiếp xúc được với nhiều loại máy, nhiều cái hãng khác nhau, nhiều cái cách mà mình làm sửa chữa bệnh bệnh của máy sửa như thế nào, rồi vật tư thay thế thì sao. Nói chung rất nhiều thứ để chúng ta học và dường như cái điều kiện để mà đến với nghề này dường như mình thấy nó không có gì khó khăn cả, chỉ cần biết nghề chịu khó. Giống như đây sau đại dịch thì thôi, chứ mà thời điểm này cũng như sắp tới nơi rồi, thì mình nghĩ là sẽ có một số, thậm chí là nhiều cái cửa hàng mình nhớ nha, hàng năm luôn, thì nó rơi vào cái khoảng mà bây giờ là gần Tết nè đó, nó chuẩn bị cho cái tháng Tết, là tháng từ tháng Tây mình đó là tháng 12 tới tháng Giêng, là cái tháng đó người ta đã chuẩn bị trước anh em thầy thợ đâu đó ổn định rồi để mà phục vụ cái dịp Tết này. Còn cái thời điểm đỉnh điểm trong năm mà đối với cái nghề điện lạnh này á, thì nó rơi vô khoảng chừng đâu từ tháng 4, nó kéo dài cho đến cái khoảng chừng đâu tháng 6 tháng 7, là đó là thời điểm đỉnh điểm, mà đỉnh điểm nhất của nó là rơi khoảng chừng tháng 4 tháng 5, là tại vì khí hậu nó nóng, không có thời tiết rất nắng nóng, các bạn biết đó, đi ngoài đường nắng muốn chói mắt luôn, thì rõ ràng là lúc đó bảo trì máy lạnh rất là nhiều. Một ngày mà bên công ty của mình là coi ba cặp như 6 anh em, một chính một phụ đi kèm với nhau, thì nó rửa một ngày nó mình nói thật là bèo lắm, là mười mấy bộ bèo á đó. Cái đó là tính 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 phần rửa vệ sinh máy lạnh thôi, rồi còn lắp đặt thì cái đó là không có tính ha, lắp đặt thì sẽ tốn nhiều tiền hơn, nhiều thời gian hơn, rồi bên cạnh nó đi sửa chữa này kia nọ đủ thứ cái kiểu. Mà ngoài cái việc mà các bạn biết đó, khi mà làm cái nghề điện lạnh này á, là nó không chỉ là cái sửa chữa ba cái máy lạnh rồi tủ lạnh máy giặt đâu ha, thì nó sẽ cái nghề này nó hay lắm, mình chịu khó mày mò mình có thể sửa được những cái món khác, thậm chí là điện nước ở trong gia đình mình cũng tự làm được, tại vì có đồ nghề, có máy khoan đó. Chứ bản thân tôi ba cái đồ điện nước ở nhà tôi cũng tự làm thôi, chứ đâu kêu thầy thợ làm gì, tại vì nó lặt vặt, chuyện nó lặt vặt mình xử lý được, thậm chí nói chung mình biết ý rồi mình làm còn tốt, mình làm còn tốt cũng không thua gì những người thợ điện nước đó. Cho nên á, nếu mà là thanh niên con trai thì mình khuyên
không, cái này nói theo cái ý cá nhân thôi, các bạn nào mà nghe cảm thấy ok, đúng đúng ý các bạn á thì cho like, thích thì cứ làm theo. Nghề nào cũng tốt cả, không có nghề nào xấu, và cũng không có nghề nào gọi là học đi ra trường rồi sẽ làm giàu, hay là học đi ra trường rồi sẽ không có cơm ăn. Không có nghề nào, không ai dám khẳng định gì đâu quý vị. Thành công hay không ở con người là do con người thôi, cho nên các bạn cũng nên chịu khó, muốn nếu mà muốn biết được cái nghề tốt giỏi thì phải chịu khó lăn lộn, tích lũy cái kinh nghiệm, chịu khó đào sâu và học hỏi, rồi phải kiên nhẫn. Nói chung bước vô cái nghề này, các bạn phải chấp nhận một điều là cái vấn đề mà thời gian á, là nó bị nó chi phối nhiều lắm, tại chúng ta dành thời gian rất là nhiều cho công việc. Thứ hai á, là áp lực trong công việc, thì các bạn chỉ cần đòi hỏi hai yếu tố đó. Và vấn đề thứ ba là sức khỏe, và cái sức khỏe tốt chứ mình thấy một phần lớn một số anh em như bên mình thì không có nha, cái chuyện mà nhậu nhẹt và vô mà say xỉn này kia nào là không có. Thì còn những anh em bên ngoài như là đôi khi mình có công trình hay là công việc nhiều quá, mình phải chia sẻ lại với anh em, để nhiều khi kêu với anh em hỗ trợ đó, thì đôi khi cũng uống 5-3 chai nhưng mà vừa vừa, đừng có quá chén. Thì khi mà các anh em uống vô, tao nói hả, sáng vô một công trình mà tao nói cái mùi mùi hơi mùi bia đó, mùi bia mùi rượu mà tao nói nồng nặc luôn, hỏi sao mà sức đâu làm nổi, mà cứ ngày nào cũng như ngày nấy chắc chết luôn. Thì có những người vậy, nhưng mà đó là quyền tự do của họ, mình không có quyền can dự, chỉ chia sẻ với các bạn thế thôi. Là mình yêu cầu để mà đi vô cái nghề này, để cần điều kiện gì, không có nên làm với nó hay không, hay là có nên sống tiếp tục với nó lâu dài hay không. Thì xin thưa các bạn, mình làm nghề này cũng được 14 năm, tính ra 14 năm, tính con số chẵn á, với nếu mà tính đúng tầm tầm khoảng 15 năm, à 14 năm rồi. Thì cái lúc đầu mà bắt người đầu cái nghề này, mình cũng là chân ướt chân ráo thôi, học nghề ở trường Phú Lâm, rồi ra trường thế tất cả những gì mình có được là kiến thức trên giấy, trên lý thuyết á. Nhiều khi ở đó nhớ là những cái câu chuyện xưa mà mình đi mua vật tư mà mình nói những cái từ ngữ mà nó dùng trong cái sách vở, tới cái người bán hàng người ta cũng không biết là mình mua cái gì luôn, cái người bán linh kiện máy lạnh người ta cũng không biết luôn. Tại khi các bạn giống như cái tụ điện đi, cái tụ điện của máy lạnh, cái tụ hả, mà trong sách nó ghi là K3 capacitor, mình cũng nghe thầy cô giáo cũng capacitor, mình cũng ra nói K3 luôn mà không có mẫu cầm theo. Tới khi chạy về ngược về trường lấy cái loại đó đó, cầm ở cái này nè, thì mấy mấy người bán hàng người ta nói chơi cái này là gọi là cái tụ. Rồi cái vấn đề thứ hai, mình nhớ những cái câu chuyện mà kỷ niệm hồi xưa, cái bạn biết không, cái trong tụ lạnh đó là nó có một cái relay điện tử, relay gọi là thẳng bích đi, thẳng bích tròn, không mà sau này mới là xài thẳng bích dẹp, thì cái đó gọi là cái thẳng bích. Rồi bắt đầu á, trong sách với lại trong trường dở, trong trường lớp dạy cái đó là overload, thì mình cũng biết là overload ha, để chống tình trạng quá tải. Bắt đầu mới cầm ra ra cái cửa hàng vật tư, để hôm nào mình có thời gian mình sẽ đi làm cái video để mà chỉ các bạn biết là cái chỗ mà mình hay mua vật tư, cái giá gần như mình nói thật lòng cái chỗ này rất là rẻ, rẻ nhất thành phố mà nhiều người thợ biết lắm, nhưng mà tại vì bản thân mình thì mua đã thường lâu rồi, giống như có mối quen biết luôn rồi. Thấy mình đến là vui vẻ lắm, anh em này kia nói trong cái cửa hàng đó là chỗ mà bán vật tư, cửa hàng điện lạnh chú Hùng ở 3 tháng 2. Mình làm điện lạnh từ cái thời mà cái cửa hàng của chú còn nhỏ hẹp lắm, mà ở ở cái vị trí ở dưới kia, mà sau này riết từ 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 cũng có chút đỉnh, nó bắt đầu chú mới sang chỗ đó lại thuê thuê riết, xong bây giờ là chú mua luôn, mà thậm chí mua luôn một cái căn nhà thứ hai gần khu vực đó nữa. Thì rõ ràng các bạn thấy cái nghề điện lạnh nó có nghèo không? Bởi vì mình nói nghèo hay không là do bản thân đó ha. Đấy thì chia sẻ chút xíu thế thôi. Thì chúng ta tóm lại cái vấn đề ngày hôm nay là cái yếu tố có nên hay không, thì các bạn thấy nếu mà nên thích thì mình cứ làm, không sao cả, cũng không mất mát gì đâu. Thì công sức mình bỏ ra thì mình làm học hỏi, không có bổ chỗ này thì cũng bổ chỗ kia, không làm được nhiều cái thiên hạ, không mở được công ty cửa hàng thì mình có thể làm tại nhà, không sao cả. Thì mình thấy rất là nhiều bạn bây giờ là cũng hay đăng quảng cáo những trang mạng xã hội như Facebook nè, nhận dịch vụ sửa chữa gì đó trong các hội nhóm ở Facebook. Thì nếu mà các bạn cảm thấy mình đủ năng lực, đủ tay nghề thì các bạn cứ mạnh dạn, tại vì nếu mà không có làm những cái gì mà khó khăn được thì cứ nhận đi bảo trì sửa chữa, xịt rửa máy lạnh cho ta, chủ yếu mình đang ăn công. Thì hiện tại hồi trước là 150, chứ sau này cái cửa hàng từ từ mình lên 180, mà tại vì đồ bây giờ nó lên quá, công sức anh em thợ cũng lên, giá nhà trọ nó cũng lên, thì mình cũng có làm không báo giá khách hàng thế thôi. Thì làm đâu đó đúng chuẩn mực thì người ta cảm thấy bây giờ khách hàng người ta có rất nhiều lựa chọn. Và hãy nhớ một điều rằng không phải riêng chúng ta làm đâu có dạng quý vị, rất là nhiều anh em nha, vậy cho nên cái độ cạnh tranh nó cao. Đó là lý do là mình muốn biết nói với các bạn này, trong cái nghề này bất kể cái nghề nào vậy cũng đều có sự cạnh tranh. Vậy chúng ta muốn được có được khách hàng tốt, muốn làm được nhiều người tin tưởng hơn, thì một cách duy nhất chúng ta phải làm cho giỏi nghề. Thứ hai, dưỡng chữ tính thì tự động bạn sẽ phát triển thôi.
À quý vị ha. Ok, thì đại khái muốn kể cho các bạn nghe cái câu chuyện mà của ông anh ông gọi điện thoại từ dưới quê và hỏi xem cái đứa nhỏ, đứa cháu á, nó có nên làm nghề điện lạnh hay không. Và theo cái ý kiến của mình thì cứ nói thích thì cứ cho nó làm. Em bất quá gửi lên đây thì bắt đầu cùng lắm cho em nó lăn lộn thời gian vài ba tháng đi, thì nó không thành cái này cũng thành cái kia. Tại vì nếu mà giờ không giỏi nghề cũng đào tạo thành người thì cũng ăn nói tử tế đàng hoàng, chứ kiểu là lông nha lông nhông như dưới quê nữa. Muốn đi đi, muốn về về, rồi nhiều khi tụ tập bạn bè dưới quê rồi cứ thanh niên rồi mới 20 hai mấy, người ta nói nghe cái say xỉn không thấy quả chè đậu rồi. Lên đây mọi thứ phải thay đổi. Vô công việc rồi, thứ nhất đối với bên mình không hút thuốc lá nha. Hút thì hút ở đâu không biết, chứ mà đến công ty đến cửa hàng rồi thì phải ngưng. Thứ hai, tỉnh táo. Sau giờ làm việc nhậu nhẹt cái gì là chuyện cá nhân của mọi người, nhưng mà đến công ty đến cửa hàng rồi mọi thứ phải tốt. À, để làm chi, để cái tinh thần nó phải ổn định rồi mới bắt đầu được công việc. Nhiều khi do nhậu nhẹt say xỉn rồi trong gia đình xảy ra chuyện này chuyện kia, tới tới cái công ty cửa hàng cái quạo quọ đủ thứ chân, đủ thứ cái nghề mà các bạn đó. Thì thôi cũng không làm mất thời gian của mọi người, lâu lắm rồi mới quay trở lại làm cái video này. Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp làm sao có những cái video nó tốt hơn, thì mong sao là hỗ trợ các bạn được phần nào. Thì cũng mong các bạn cũng đừng có gọi điện thoại cá nhân. Thật sự ra hồi lúc trước á, một phần mà mình ngưng thời gian dài thì cũng là do một số anh em không biết sao mà theo cái đường link ở trong video là biết được cái Facebook và gọi điện thoại cá nhân của mình. Ta nói ngày cũng như đêm luôn, 8 9 giờ đêm muốn mệt muốn nghỉ ngơi chút xíu, ở đâu một số điện thoại lão quắc lão quơ, mấy anh em gọi vô hỏi thăm ở Mỹ vậy là bị hư cái gì. Thật sự ra mình không có nhiệm vụ phải nói nó hư cái gì, và mình không có nhiệm vụ phải chỉ cho các bạn. Chỉ là các bạn xem video các bạn thấy quý mến thích mình gọi điện thoại đến hỏi thăm trao đổi thì ok mình sẵn sàng tiếp. Nhưng mà biết tại sao không? Nó quá nhiều rồi, có những cái trường hợp á, mới 6 giờ sáng còn đang nằm thiêu thiêu chưa đánh răng thì điện thoại hay mở nó không có tắt, gọi điện thoại thay anh Tài, anh đốc đốc Rino này kia nọ, là mấy cái lần ở trang video cũ còn. Bây giờ nó bị vậy là sao anh? Hỏi cái kiểu mà hỏi nghe nó sốc không lắm, không có đầu đuôi, không có chủ ngữ gì ngữ hết trơn á. Với lại thật sự ra mới cái 6 giờ sáng à mà gọi vậy thôi, nó thật là tôi không có đủ cái tâm thế mà tôi trả lời, không có đủ mà tỉnh táo luôn rồi để trả lời gì nó. Cho nên thôi thì các bạn cũng chịu khó hiểu cho tôi ha. Thì mình xem video tôi cống hiến cái việc video trên đây hoàn toàn không có thu phí của ai cả, chỉ là biết được cái gì thì mình làm mình chia sẻ trên đó thôi. Các bạn xem tôi cảm ơn, còn ai không thích xem thì thôi, thì cũng mong các bạn hiểu cho, đừng gọi điện thoại cá nhân tôi chịu không nổi. À, là vậy ha. Rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã dành thời gian để xem cái buổi chia sẻ và video này của mình, nói về cái câu chuyện để kể các bạn nghe cái câu chuyện để mà biết được cái việc mà để trở thành người thợ điện lạnh thì cần điều kiện gì ha. Ok, hy vọng rằng qua cái video và sự chia sẻ của mình theo những cái năm tháng mình đã trải nghề ra, mình chia sẻ các bạn sẽ giúp ích một chút xíu gì đó cho cái câu hỏi của các bạn ha. Thì rồi xin kính chúc tất cả mọi người được nhiều niềm vui hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại ở một video tiếp theo. Xin chào.